Lào Campuchia thèm khát chốt đơn khi anh thợ sửa xe Việt Nam hô biến đồng nát thành máy nông nghiệp thông minh. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, nếu như xét về tiền tài hay công nghệ, người Việt Nam có thể thua kém thế giới. Thế nhưng nếu xét riêng về đầu óc, về khả năng vượt khó, biến sỏi đá thành cơm, thì phải nói rằng hiếm có dân tộc nào trên thế giới vượt qua được các pháp sư Việt Nam. Mới đây câu chuyện về một anh chàng làm thợ sửa xe hô biến đồng nát bỏ đi thành máy nông nghiệp thông minh đã nổi lên trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các đối tác nước ngoài thì thi nhau đặt mua vì sợ hết hàng, còn netizen nước ngoài chỉ biết lắc đầu mà thốt lên: xin đầu hàng, người Việt Nam quá tài năng. Vậy anh chàng này là ai? Anh ấy đã chế tạo ra máy nông nghiệp đỉnh cao thế nào mà khiến Giang Cư Mận phải xôn xao vậy? Chúng mình hãy cùng làm quen với anh ấy trong video hôm nay nhé! Không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo về sản xuất cơ khí, nhưng sáng chế ra chiếc máy nông nghiệp với 15 công năng, với mơ ước cháy bỏng về một chiếc máy nông nghiệp made in Việt Nam. Đó là những phác thảo ban đầu về nhà sáng chế nông dân Tạ Đình Huy ở thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tìm mua lại những động cơ cũ hỏng, anh Tạ Đình Huy đã mày mò chế tạo thành chiếc máy nông nghiệp thông minh phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại địa phương. Đây cũng chính là nhân vật đặc biệt mà mình muốn giới thiệu đến các bạn khán giả thân yêu trong video hôm nay. Có thể anh chàng này không quá nổi tiếng trên mạng xã hội đâu, thế nhưng nhân tài đất Việt còn ẩn nấp thì không bao giờ là đếm hết. Về xã Thượng Vực, bây giờ mà hỏi thăm nhà sáng chế nông dân Tạ Đình Huy, ai cũng biết. Nhiều năm trở lại đây, bà con nông dân trong xã bỗng mừng thầm. Vì từ ngày có chiếc máy nông nghiệp thông minh của anh Huy, việc canh tác trên đồng ruộng đã nhàn hạ hơn rất là nhiều. Tích hợp gần 15 tính năng, chiếc máy nông nghiệp thông minh do anh Huy sáng chế có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như cày bừa, phay đất, làm cỏ vườn, tạo hàng để gieo hạt, tạo luống, tơi kéo nông, đào phân vi sinh, xẻ rãnh thoát nước, đào hố trồng cây, làm máy phát điện, vân vân và vân vân. Chiếc máy này có thể làm 15 việc của bà con nông dân thường ngày phải làm, và đặc biệt hơn, chiếc máy này có thể đi trên nhiều loại địa hình khác nhau. Tiếng lành đồn xa, đến nay những chiếc máy nông nghiệp của anh Tạ Đình Huy được bà con nông dân ở các tỉnh thành phố trên cả nước ưa chuộng như Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Điện Biên, Gia Lai, Tây Ninh, Đắk Nông, Bạc Liêu. Áp dụng vào sản xuất hiệu quả, không cần tốn quá là nhiều công sức lao động, chiếc máy nông nghiệp thông minh của anh Huy những năm gần đây không chỉ được bà con nông dân trên cả nước biết đến mà còn nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các nước bạn, đặc biệt là hàng nghìn đơn hàng đến từ Lào và Campuchia. Yeah, và không quên với chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay, đố vui có thưởng các bạn ơi. Là một fan cứng của Việt Nam Stronger, mình tin rằng là các bạn ở đây cũng đều có kiến thức và tầm hiểu biết rất là sâu rộng về lĩnh vực nông nghiệp. Và mong là sau khi mà nghe mình mô tả tổng quan về chiếc máy nông nghiệp xịn sò này, các bạn sẽ trả lời được câu hỏi sau đây. Thử thách có tên, hãy chọn giá đúng. Các bạn hãy đoán xem chiếc máy nông nghiệp tích hợp 15 trong 1 của chàng trai Việt này có giá quy ra tiền Việt là bao nhiêu? A. 17 triệu đồng. B. 27 triệu đồng. C. 37 triệu đồng và D. 47 triệu đồng. Hãy bình luận đáp án của các bạn xuống bên dưới video nhé, và mình sẽ giải đáp nó ngay phần cuối của video này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem một bài review sương sương của người nước ngoài khi xem chiếc máy nông nghiệp này hoạt động. Chuyện là trên kênh máy nông nghiệp đa năng ADS ở nền tảng YouTube, anh chàng Tạ Đình Huy đã có đăng tải đoạn video về chiếc máy nông nghiệp này và nhận về nhiều bình luận khác nhau. Trong số đó thì có không ít là bình luận của người nước ngoài. Hãy cùng xem là họ nói gì nhé. Đề nghị mở đại lý ở Thái Lan, những cánh đồng của chúng tôi cần chiếc máy này. Làm sao để mua được ạ? Thật quá tài tình, nếu không nói tôi sẽ nghĩ chiếc máy này do công ty của Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản sản xuất. Wow, sáng tạo của bạn là tuyệt vời, tôi thích nó. Tôi có thể liên hệ với nhà sản xuất bằng cách nào? Giống như xem một bộ phim tài liệu, tất cả những chiếc máy làm nông bây giờ có thể thu gọn lại làm một, điều đó thật điên rồ. Người Việt Nam luôn làm tôi bất ngờ, chiếc máy này rất đơn giản nhưng cũng tiện dụng, nó nên có mặt ở từng gia đình ở khắp thế giới. Tôi là người Lào và từng chứng kiến chiếc máy này hoạt động ở ngoài, nó rất trơn tru và tôi đã tìm thông tin để mua. Anh bạn tôi nói rằng đó là sản phẩm của người Việt Nam, không tin được, tôi yêu Việt Nam. Thật là hãnh diện biết bao các bạn nhỉ, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả mà người Việt Nam làm được đúng không? Cứ thử mà xem, bạn chỉ cần tìm kiếm nhẹ nhàng trên YouTube vài từ khóa như là máy nông nghiệp made in Việt Nam này hay là cách người Việt làm nông, sẽ thấy hàng loạt những video bằng tiếng Anh với hàng chục nghìn đến hàng triệu view. Mà cứ vào đọc bình luận là sẽ thấy, chúng ta sẽ được mắt lòng mắt dạ và tự hào về con người Việt Nam vô cùng. Các bạn có tò mò lý do không ạ? Vì sao mà người Việt Nam chúng ta lại khiến cho người nước ngoài ngưỡng mộ như vậy? Để phần nào giải đáp, hãy quay trở lại với câu chuyện của chàng trai Tạ Đình Huy nhé! Hỏi lý do vì sao mà anh Huy lại quyết liệt bỏ nghề cũ để đến với một nghề mà thường chỉ dành cho các giáo sư tiến sĩ, trong khi bản thân anh chỉ học hết lớp 12, thì anh chia sẻ như thế này. Thực sự ngoài niềm đam mê sáng tạo ra ấy, thì
tôi lúc nào cũng canh cánh nghĩ đến người nông dân, một nắng hai sương, vất vả là thế mà hiệu quả công việc lại rất thấp. Họ hầu như toàn làm việc thủ công bằng sức lao động đơn thuần. Chẳng nói đâu xa, như bố mẹ tôi, khi đó cũng vẫn làm theo mô hình con trâu đi trước, cái cày đi sau. Chính vì thế mà tôi đã quyết tâm phải nghiên cứu được cái gì đó để giúp họ đỡ khổ. Động lực chính của chàng trai trẻ khi sáng chế ra chiếc máy chính là từ sự vất vả, khổ cực của bà con trên đồng ruộng. Chính người nông dân đã đưa ra những bài toán, tình huống và những thao tác của các công việc khác nhau để anh chàng sửa xe này nghiên cứu, cải tiến máy móc. Ví dụ như trồng cây bưởi, cuối năm người nông dân sẽ phải dùng cuốc, xẻng để xẻ rãnh xung quanh gốc cây, ép xanh, chặt rễ để mùa sau cây ra trái ngon hơn. Anh ấy đã phải tính toán làm thế nào để chiếc máy nông nghiệp có thể chạy vòng quanh gốc cây, vừa chặt được rễ, vừa tạo thành bồn, rãnh. Lưỡi dao của máy phải chạy theo hướng nào, tốc độ bao nhiêu. Đối với ruộng chiền dốc bậc thang, người không thể đi theo điều khiển các máy nông nghiệp, phải nghĩ cách thiết kế máy như thế nào để máy tự đi, máy không bị lật, không bị trôi. Các bạn thấy không, làm nông bây giờ ở đây nhàn lắm. Anh nông dân chỉ cần ngồi cách khoảng 100m, bấm nút điều khiển từ xa, chiếc máy sẽ tự động băng băng cày bừa, hoàn thành công việc để ở trên đồng ruộng mà không phải tốn nhiều công sức. Và tất nhiên rồi, không có thành công nào là có được trong ngày 1, ngày 2 đâu các bạn ạ. Ông bà ta vẫn thường nói là có công mài sắt, có ngày nên kim là vậy. Vài năm về trước, trong thời gian theo học nghề sửa chữa xe máy, ngoài thời gian rảnh, anh Huy còn phải gom góp tiền bạc, mua đủ loại động cơ đồng nát về để thí nghiệm. Tuy không được học hành bài bản, nhưng từ kinh nghiệm thực tế, mỗi lần đưa máy ra ruộng thử, anh Huy lại một lần vỡ lẽ tìm ra được nguyên lý hoạt động để bà con nông dân ở đây có thể sử dụng máy móc thuận tiện nhất. Có nhiều hôm, anh phải thức trắng để nghiên cứu, tính toán các thông số kỹ thuật. Nhiều lần làm sai rồi lại sửa, anh mới có thể hoàn thiện các máy điều khiển tự động, không cần người lái. Nói là động cơ thông minh, nhưng vì việc sử dụng nó lại vô cùng đơn giản. Do phần máy dùng động cơ diesel, ở tương tự với các loại máy công nông khác, nên chỉ cần hướng dẫn qua loa là các cô, các bác ở quê có thể làm theo ngay được. Mà người Việt Nam của chúng ta thì lại có một cái hay, đó chính là không thích ngủ quên trên chiến thắng. Điều quan trọng là phải biết thừa thắng xông lên. Bên cạnh việc tìm hiểu những thói quen tập quán canh tác của bà con nông dân và kết hợp các kiến thức khoa học, anh Huy cũng mang chiếc máy nông nghiệp của mình thử nghiệm thực tế với địa hình từng vùng miền, rồi tiếp tục chỉnh sửa, làm đi làm lại nhiều lần, đến khi vừa ý mới thôi. Anh Huy đặt tên cho chiếc máy này đó chính là AHM, gắn liền với tên của 3 thành viên trong tổ ấm nhỏ của gia đình mình. Với việc dùng động cơ diesel thông dụng, anh Huy cho rằng nếu máy móc gặp trục trặc thì người nông dân có thể dễ dàng nhờ thợ sửa chữa tại địa phương mà không cần mang đến tận nơi sản xuất như các loại máy phức tạp khác. Nếu gọi anh chàng này là chàng phù thủy máy móc hay nhà sáng chế của nông dân thì cũng chẳng có gì là sai cả. Đến đây thì mình cũng xin giải đáp câu trả lời cho thử thách mà mình đặt ra ở đầu video nha. Câu hỏi là chiếc máy nông nghiệp tích hợp 15 trong 1 của chàng trai Việt Nam có giá quy ra tiền Việt là bao nhiêu? Và câu trả lời chính xác đó chính là A, chỉ 17 triệu đồng thôi các bạn nhé. Thật là một mức giá gây sốc, nhưng cũng dễ hiểu thôi vì đó là sản phẩm made in Việt Nam, làm ra cho người Việt sử dụng là chính, nên nếu giá cao thì làm sao mà người nông dân ta có thể thoải mái sử dụng được? Đó vừa là cái tâm, vừa là cái tầm của tác giả làm ra nó. Các bạn thấy sao ạ? Hãy chia sẻ cho mình ngay bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.